Sáng ngày 29 tháng 7, trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra va chạm giữa hai xe tải làm hai người bị thương, trong đó tài xế kẹt trong cabin phải mất nhiều thời gian mới giải cứu đưa ra ngoài. Khoảng 8 giờ, chiếc xe tải cẩu chở sắt khi ra khỏi đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khoảng 800m thì tông vào đuôi xe tải đang dừng đậu chờ đèn đỏ phía trước. Cú tông mạnh làm đầu xe tải cẩu biến dạng, tài xế kẹt trong cabin, phụ xe bị thương. Phụ xe sau đó tự thoát ra ngoài theo lối kính chắn gió bể. Riêng tài xế phải mất hơn 20 phút với sự hỗ trợ của xe tải bị tông trước đó, dùng xích kéo cabin về phía trước mới đưa được nạn nhân ra ngoài. May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.